Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Minh Long. Nhà thờ giáo xứ Minh Long ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo phận Xuân Lộc. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường đang xây dựng trên đảo hoàn thiện cũng như vùng đất ở đây nhé.